Ngày 13 tháng 1, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ chuyển Nghe Chen Aprina, 22 tuổi, quốc tịch Malaysia lên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thụ lý theo thẩm quyền. Theo công an, khoảng 20 giờ 40 ngày 11 tháng 1, Nghe Chen Aprina cùng người bạn đến cửa hàng Bulgari Việt Nam Union Square trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 để mua nữ trang. Lúc này, tại cửa hàng chỉ có 2 nhân viên trông coi. Nghe Chen Aprina và bạn đã yêu cầu nhân viên cho xem nhiều mẫu nhẫn, sau đó lợi dụng lúc các nhân viên không chú ý. Nghe Chen Aprina giấu một nhẫn kim cương vào tay rồi cùng bạn rời khỏi cửa hàng. Sau khi kiểm tra phát hiện mất tài sản, chủ cửa hàng đã đến công an trình báo. Đến tối ngày 12 tháng 1, công an quận 1 bắt được Nghe Chen Aprina. Được biết, trị giá chiếc nhẫn bị mất khoảng 42 triệu đồng.